Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban mệnh vận trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nghét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Con người chưa đủ lớn khôn, làm sao hiểu hết ngọn nguồn xưa nay, cuộc đời trăm đắng ngàn cay, quy luật nhân quả kiếp này mà thôi. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm, cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa lỗi lầm tiêu tan. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh 1958 thân mến, trong cuộc sống thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc và sự giàu có. Nhiều người không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc, nhưng nhờ vào tính cách tuyệt vời, luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để vươn lên, nên đã được Thượng Đế và các vị thần may mắn chiếu cố, cuộc sống trong tương lai sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ chi tiết về tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch. Đúng 7 ngày tới báo hiệu con giáp này đã đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời siêu giàu. Trong video luận giải tử vi đúng 7 ngày tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Mậu Tuất sinh 1958 có gặp phải những khó khăn nào và sự xuất hiện dấu hiệu vàng vào thời điểm nào đúng 7 ngày tới. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có, cuộc đời sang trang quý khán giả nhé. Trong 12 con giáp, tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ địa chi Tuất, dương thổ can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no, phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình. Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trao chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng được nhàn nhã. Cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là một hành trình dày đặc những câu chuyện cảm xúc và bài học quý giá. Nếu bạn đã từng gặp một người tuổi Mậu Tuất, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự chân thành và nhiệt huyết trong họ. Họ là những người sống rất thật với bản thân và với mọi người xung quanh, không thích giả dối hay phô trương. Những người này luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, từ những điều nhỏ nhặt cho đến những sự kiện lớn lao. Với bản tính cởi mở và thân thiện, người tuổi Mậu Tuất thường dễ dàng kết nối với mọi người. Họ có khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền chặt. Sự chân thành của họ thu hút nhiều người, điều này giúp họ xây dựng một mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp vững mạnh. Tuy nhiên, đôi khi chính sự tin tưởng và cởi mở đó lại khiến họ phải đối mặt với những tổn thương. Người tuổi Mậu Tuất rất nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh mình và họ thường dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Cuộc đời của Mậu Tuất không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng,
họ đã phải trải qua không ít khó khăn và thử thách. Sự kiên nhẫn và bền bỉ chính là những phẩm chất giúp họ vượt qua mọi cản trở. Họ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, dù cho cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Với họ, mỗi thất bại chỉ là một bài học quý giá và mỗi khó khăn đều mang đến cơ hội để họ trưởng thành hơn. Điều này khiến cho người khác phải nể phục và cảm thấy khâm phục. Ngoài ra, Mậu Tuất còn có sự nhạy bén và thông minh trong công việc. Họ thường nhìn thấy những cơ hội mà người khác không thể thấy. Sự sáng tạo và khả năng phân tích vấn đề giúp họ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng gặp phải áp lực lớn từ công việc. Điều này có thể khiến họ cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Dù vậy, họ luôn tìm cách để tự động viên bản thân, nhắc nhở mình rằng mọi thứ đều có thể vượt qua nếu họ giữ vững niềm tin. Trong tình yêu và gia đình, người tuổi Mậu Tuất là những người rất chu đáo và tận tâm. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân để mang lại hạnh phúc cho những người mình yêu thương. Sự quan tâm và chăm sóc của họ giúp cho gia đình luôn tràn đầy yêu thương và ấm áp. Họ là người bạn đời đáng tin cậy. Người cha, người mẹ luôn quan tâm đến con cái, luôn lắng nghe và đồng hành cùng chúng trong từng bước đi. Trong mối quan hệ gia đình, có lúc sóng gió cũng xảy ra. Mậu Tuất bất đồng giữa các thành viên là điều khó tránh khỏi. Có thể là những bất đồng trong quan điểm sống, hay đơn giản là sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Những lúc như vậy, Mậu Tuất lại phải gánh vác nỗi buồn, chịu đựng sự im lặng của những cuộc cãi giả và tìm cách hàn gắn tình cảm. Họ biết rằng sự hòa hợp trong gia đình là điều quan trọng nhất, và họ không ngại hy sinh cái tôi của mình vì điều đó. Với những người lớn tuổi, sức khỏe là một nỗi lo lắng lớn. Thời gian trôi qua, cơ thể không còn dẻo dai như trước, bệnh tật có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Nỗi lo về sức khỏe và chi phí y tế có thể khiến Mậu Tuất cảm thấy căng thẳng. Những ngày mà họ phải thường xuyên khám sức khỏe, đối diện với những kết quả xét nghiệm không như mong đợi, là những khoảnh khắc khó khăn mà không ai muốn trải qua. Nhưng trong tất cả những khó khăn đó, người tuổi Mậu Tuất luôn biết tìm ánh sáng ở cuối con đường. Họ có một niềm tin vững chắc vào bản thân, vào những giá trị mà họ đã xây dựng trong suốt cuộc đời. Họ không ngại làm việc chăm chỉ và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Có thể cuộc sống không như ý, nhưng họ luôn giữ vững niềm tin rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn. Mỗi khó khăn mà họ trải qua đều mang lại một bài học quý giá. Họ học cách kiên nhẫn, học cách yêu thương và thông cảm. Họ hiểu rằng chính những vấp ngã sẽ giúp họ đứng lên mạnh mẽ hơn, và khi nhìn lại những chặng đường đầy gian truân lại chính là những bước đệm dẫn đến những thành công trong tương lai. Cuộc đời của Mậu Tuất với tất cả những khó khăn, vất vả và chông gai chính là một hành trình đầy ý nghĩa. Đó là hành trình của những người không ngại khó, không ngại khổ và luôn tìm kiếm ánh sáng ở những nơi tối tăm nhất. Hãy cùng chúc cho người tuổi Mậu Tuất, những người đã trải qua không ít sóng gió sẽ tìm thấy được bình yên và hạnh phúc mà họ xứng đáng có được. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Bước sang đúng 7 ngày tới, tuổi Mậu Tuất sẽ chào đón một giai đoạn đầy hứa hẹn khi có sao Thiên Đức tới ghé thăm, mang đến nguồn năng lượng lạc quan và sự tự chủ mạnh mẽ. Những ai thuộc con giáp này sẽ cảm nhận rõ ràng tinh thần tự tin và ý chí quyết đoán trong từng bước đi của mình. Sự chủ động và quyết tâm này không chỉ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn mà còn lan tỏa đến những người xung quanh, khiến họ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của bạn. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy mọi người dễ dàng chấp nhận và làm theo những chỉ dẫn của mình một cách tự nhiên và sẵn lòng. Đúng 7 ngày tới này, tuổi Mậu Tuất như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, bản mệnh tràn đầy nhiệt huyết và luôn sẵn sàng cho những thay đổi mang tính đột phá. Những ý tưởng độc đáo mới lạ xuất hiện và bạn không ngần ngại biến chúng thành hành động, vượt qua những giới hạn của bản thân. Sự sáng tạo và tiên phong của bạn không chỉ là động lực cho chính bạn, mà còn là ngọn đèn soi đường cho nhiều người khác. Mọi người xung quanh cảm nhận được năng lượng tích cực từ bạn và được truyền cảm hứng một cách tự nhiên. Ngoài ra, cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những cộng sự cũ cũng xuất hiện, đặc biệt nếu bạn và họ từng có những thành công trong quá khứ. Đây có thể là thời điểm vàng để tái hợp và cùng thực hiện những dự án đầy tham vọng. Hãy chuẩn bị cho những cuộc thảo luận quan trọng, nơi mà bạn có thể đưa ra những ý tưởng táo bạo mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, trong thời điểm này, điều quan trọng nhất là giữ vững lời hứa. Đôi khi sự hào hứng có thể khiến bạn đưa ra quá nhiều lời hứa, nhưng hãy nhớ rằng việc thực hiện chúng mới là điều quan trọng nhất. Một khi đã nói ra, bạn phải chắc chắn rằng mình sẽ hoàn thành những gì đã cam kết. Nếu không, sự tin tưởng từ người khác sẽ dễ dàng bị tổn thương.
về mặt tình cảm. Sao Thiên Diêu xuất hiện trong thời điểm này báo hiệu sự đào hoa mạnh mẽ, dù bạn đang độc thân hay đã có đôi. Ngoại hình cùng với cách giao tiếp cuốn hút của bạn thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác giới. Tuy nhiên, cần phải tỉnh táo và giữ gìn ranh giới trong các mối quan hệ. Sự hấp dẫn có thể mang đến những cảm xúc mới lạ, nhưng đừng để bản thân bị cuốn vào những mối quan hệ ngoài luồng. Đặc biệt, nếu chúng gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, sự dứt khoát và thẳng thắn sẽ giúp bạn duy trì được sự cân bằng cần thiết trong cuộc sống. Đúng 7 ngày tới, hứa hẹn mang đến cho tuổi Mậu Tuất nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đòi hỏi bạn phải kiên định và trách nhiệm với những quyết định của mình. Hãy tận dụng nguồn năng lượng tích cực để tạo dựng những bước tiến vững chắc trong công việc và cuộc sống. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Bước vào đúng 7 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất dường như nở rộ, đặc biệt là nhờ vào sự thông minh, nhanh nhẹn và khiếu hài hước vốn có của bản thân. Những phẩm chất này giúp bạn tạo dựng được những mối quan hệ rộng rãi, mang lại lợi thế không nhỏ trong việc kinh doanh buôn bán. Những kết nối này không chỉ giúp bạn có được nguồn hỗ trợ đáng kể, mà còn là cầu nối giúp sự nghiệp thêm vững vàng. Trong thời điểm này, sự xuất hiện của sao chính ấn đóng vai trò vô cùng quan trọng, tương trợ mạnh mẽ cho những dự án mà bạn tham gia. Đây chính là thời điểm thuận lợi để bạn tiếp tục triển khai hoặc mở rộng những kế hoạch còn dang dở. Những khó khăn mà bạn lo ngại bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhờ vào sự hỗ trợ này. Chính sự nhạy bén và khả năng phán đoán chính xác của bạn cũng góp phần giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Ngoài ra, sự xuất hiện của một đối tác tiềm năng trong thời điểm này cũng là dấu hiệu tốt cho những ai đang tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, bạn cần phải luôn giữ sự tỉnh táo và cẩn trọng trước khi quyết định bắt tay vào bất kỳ dự án lớn nào. Hãy thử làm việc cùng họ trong một vài dự án nhỏ để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả làm việc chung. Điều này không chỉ giúp bạn tránh được rủi ro, mà còn tạo điều kiện để xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững hơn. Đối với nam mệnh tuổi Mậu Tuất, sao Thái Dương các tinh xuất hiện như một ngọn đèn soi sáng cho con đường sự nghiệp của bạn. Những thuận lợi và thành công liên tiếp có thể khiến bạn cảm thấy như đang bước trên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc bạn cần giữ đôi chân mình vững trên mặt đất. Thành công dù lớn đến đâu cũng chỉ là tạm thời. Nếu bạn không tiếp tục nỗ lực, hãy tận dụng khoảng thời gian này để vạch ra những kế hoạch hành động tiếp theo với những mục tiêu cao hơn nhằm đảm bảo sự phát triển liên tục và bền vững. Đừng để mình bị cuốn vào cảm giác ngủ quên trên chiến thắng. Việc duy trì sự tỉnh táo và định hướng rõ ràng sẽ giúp bạn không chỉ vượt qua những khó khăn hiện tại, mà còn mở rộng cơ hội trong tương lai. Bạn có thừa khả năng để đạt được những thành công mới, nhưng điều quan trọng là phải luôn tiến bước, không ngừng học hỏi và sẵn sàng cho những thách thức tiếp theo. Đúng 7 ngày tới này là thời gian để bạn củng cố con đường công danh sự nghiệp của mình, cũng xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền vững và phát triển kế hoạch dài hạn cho tương lai. Với sự hỗ trợ của các sao tốt, hãy tự tin bước tiếp, đồng thời cũng cần tỉnh táo và không ngừng nỗ lực. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới đánh dấu một giai đoạn thịnh vượng về tài chính cho người tuổi Mậu Tuất, với những quyết định thông minh và sáng suốt trong việc quản lý đầu tư tài chính. Bạn đã tạo ra một dòng chảy liên tục của các nguồn thu, những khoản tiền lần lượt đổ về mang lại cho bạn cảm giác an toàn và ổn định về kinh tế. Sự sung túc này không phải là điều may mắn bất ngờ, mà chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực bền bỉ, những khó khăn mà bạn đã vượt qua trong suốt thời gian dài. Có thể bạn đã trải qua nhiều công việc khác nhau, chấp nhận những thử thách và gian truân để gia tăng thu nhập. Giờ đây những gì bạn gặt hái là thành quả ngọt ngào sau chuỗi ngày không ngừng cố gắng. Đặc biệt, đối với những ai duy trì lối sống tiết kiệm, khéo léo trong chi tiêu, đây là lúc bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ như một cách để tôn vinh những nỗ lực của bản thân. Một trong những dấu hiệu may mắn của thời điểm này là sự xuất hiện của sao Bát Bạch bay về hướng chính Bắc. Đây là dấu hiệu vô cùng tốt cho những ai làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Cơ hội phát tài dường như đang đến rất gần, mang lại thành công và sự ngưỡng mộ từ nhiều người xung quanh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thành công này không đến từ sự may mắn tức thời,
mà là thành quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên trì và tâm huyết mà bạn đã bỏ ra. Đúng 7 ngày tới này cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc việc chia sẻ may mắn của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn. Một khoản tiền nhỏ dành cho từ thiện không chỉ giúp đỡ người khác mà còn mang lại cho bạn niềm vui và cảm giác bình yên trong tâm hồn. Việc cho đi không làm ảnh hưởng nhiều đến tài chính của bạn, nhưng lại có sức mạnh lớn trong việc nhân lên niềm hạnh phúc và sự an lạc. Với một thời điểm tài lộc dồi dào như thế này, hãy tiếp tục giữ vững sự tỉnh táo, sáng suốt trong các quyết định về tiền bạc. Đừng quên rằng việc bảo vệ và gia tăng tài sản là một quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo trong việc quản lý. Bạn đã đạt được nhiều thành công nhưng cũng đừng ngần ngại mở lòng và chia sẻ niềm vui ấy với những người xung quanh. Xét về phương diện tình cảm gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Xem tử vi đúng 7 ngày tới của tuổi Mậu Tuất cho thấy, nguyệt lệnh quan đới khiến người tuổi Mậu Tuất sống cảm xúc hơn. Bạn nhạy cảm hơn, hay giận hờn mỗi khi không đạt được mong muốn. Nếu mối quan hệ tình cảm của bạn đang đi vào ngõ cụt, đừng hoảng loạn mà hãy xem đây là cơ hội để bạn nhìn nhận và đánh giá lại tình cảm giữa bạn và các thành viên trong gia đình. Điều quan trọng là bạn phải làm rõ, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của con cháu trong nhà. Bên cạnh đó, đúng 7 ngày tới cũng là thời điểm để con giáp tuổi Mậu Tuất kết nối lại với những mối quan hệ cũ. Hãy mời đối phương đi ăn tối hoặc một buổi tiệc nho nhỏ tại gia để thắt chặt tình cảm. Thế nhưng, ngũ hành xung khắc chỉ ra một số rắc rối trong đời sống tình cảm khi có những người xa đà với mối quan hệ không lành mạnh. Bạn rơi vào tình huống bỏ thì thương mà dương thì tội. Bạn cần chấm dứt càng sớm càng tốt, nếu không muốn rắc rối ngày càng gia tăng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới đánh dấu sự thay đổi thời tiết rõ rệt khi cái lạnh bắt đầu lan tỏa. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất. Đây là thời điểm cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt, nhất là đối với những ai đã bước vào độ tuổi cao niên, khi mạch máu dễ gặp vấn đề gây ra nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này cần được đặt lên hàng đầu. Đối với việc tập luyện, mặc dù vận động thể chất là điều cần thiết để duy trì sức khỏe, bạn cần phải lựa chọn những bài tập phù hợp với thể trạng hiện tại. Các bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hoặc các động tác giãn cơ sẽ giúp lưu thông khí huyết mà không gây áp lực quá lớn lên cơ thể. Tránh những hoạt động quá sức vì chúng có thể gây tác động xấu đến tim mạch và sức khỏe tổng thể của bạn. Thời tiết đúng 7 ngày tới thay đổi nhanh chóng giữa nóng và lạnh, vì vậy, việc chọn trang phục sao cho phù hợp cũng là điều cần được lưu ý. Mặc nhiều lớp áo sẽ giúp bạn dễ dàng điều chỉnh theo nhiệt độ môi trường, tránh bị cảm lạnh hoặc sốc nhiệt. Đặc biệt vào buổi sáng và buổi tối, khi nhiệt độ xuống thấp, hãy giữ ấm cơ thể bằng áo khoác hoặc khăn quàng để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, bạn nên chú ý đến lối sống và thói quen sinh hoạt của mình. Đối với những người thường xuyên tụ tập uống rượu chè với bạn bè, đây là thời điểm nên hạn chế các hoạt động này. Việc lạm dụng rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cơ thể trở nên suy yếu, khó phục hồi khi thời tiết khắc nghiệt. Thay vào đó, hãy tận dụng thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân tại nhà, đọc sách, nghe nhạc hoặc xem một bộ phim yêu thích. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn tạo ra không gian tĩnh lặng để tạo năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Để giảm căng thẳng sau một ngày dài, việc nghe nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ có thể là giải pháp tuyệt vời giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Những bản nhạc êm dịu sẽ giúp cơ thể thư giãn, đầu óc thả lỏng, từ đó tạo điều kiện cho giấc ngủ ngon và sâu hơn. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn góp phần tăng cường sức khỏe toàn diện. Đúng 7 ngày tới này, tuổi Mậu Tuất cần chú ý hơn đến việc bảo vệ sức khỏe, từ chế độ tập luyện đến sinh hoạt hàng ngày. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, lắng nghe cơ thể để có những biện pháp phù hợp, đảm bảo sức khỏe tốt cho những tháng tiếp theo. Cẩm nang dượng dẫn đúng 7 ngày tới của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Khẩu quyết: những kẻ xấu thường núp bóng người tốt, nhớ cẩn trọng hơn. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu đỏ. Quý khán giả thân mến,
Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý đúng 7 ngày tới. Cùng với cẩm nang dượng vận của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, điều này sẽ giúp cho quý bản mệnh biết được thời điểm vàng đúng trong 7 ngày tới. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 11 tháng 10 âm lịch cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất có những khoảng thăng trầm trong những ngày này, tuy nhiên, chỉ cần bạn cố gắng thì không khó khăn nào không thể vượt qua. Đầu thời điểm này, đồng nghiệp có thể nghi ngờ hoặc cô lập bạn, song thành tích bạn gặt hái được vào cuối thời điểm sẽ khiến mọi người phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa. Trong những ngày này, tiếc rằng tình hình tài chính chưa có biến động rõ rệt. Đầu thời điểm người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản kha khá, nhưng sau đó bạn sẽ phải dành nhiều thời gian và công sức để mở rộng thị trường, làm quen với đối tác, dốc vốn kinh doanh tạm thời chưa thể thu về lợi nhuận. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên người tuổi Mậu Tuất cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Trong những ngày này, phương diện tình cảm cũng khá ảm đạm, dường như mối quan hệ giữa vợ chồng Mậu Tuất đang ngày một xa cách. Nếu bạn không chủ động tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân giành lấy niềm hạnh phúc mà bạn đã tốn công gây dựng suốt bấy lâu. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng. Con số may mắn là 05, 33 và 94. Tiếp theo là tử vi từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Đầu thời điểm là khoảng thời gian khó khăn đối với người tuổi Mậu Tuất. Trên phương diện sự nghiệp, Mậu Tuất có thể bị cấp trên hoặc đồng nghiệp chèn ép. Song đừng vì thế mà nghĩ tới việc bỏ cuộc. Hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, khiến mình trở nên cứng cỏi hơn. Tình hình tài chính cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Có lẽ đã đến lúc bản mệnh dừng lại để đánh giá những gì mình đã và đang làm. Nếu có phát hiện lỗi sai ở đâu, bạn cũng nên nhanh chóng sửa đổi, như vậy mới không trở nên tụt hậu so với đối thủ. Thời điểm này có sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Tuy nhiên, bạn lại không thực sự mong muốn đến với ai. Chính vì vậy, bạn tỏ vẻ khá dửng dưng và tìm cách từ chối đối phương. Dù trong lòng Mậu Tuất cũng biết đó là một đối tượng khá triển vọng, mối quan hệ giữa vợ chồng Mậu Tuất đang trở nên ngày càng căng thẳng. Bởi không ai chịu nhường nhịn ai. Nếu muốn gia đình yên ổn, hai người chớ nên chấp nhặt với nhau. Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương xem sao, biết đâu Mậu Tuất sẽ có cách hành xử khác. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh. Con số may mắn là 09, 81 và 75. Quý khán giả thân mến, ngay sau đây sẽ là 3 điều cấm kỵ mà tuổi Mậu Tuất sinh 1958 cần tránh đúng 7 ngày tới. 1. Là tránh xung đột và tranh cãi đúng 7 ngày tới. Người tuổi Mậu Tuất dễ gặp phải những căng thẳng trong giao tiếp, xung đột không đáng có trong gia đình hoặc công việc. Những mâu thuẫn này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng mà còn làm suy giảm sức khỏe, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn. Đặc biệt, việc không giải quyết kịp thời những tranh cãi có thể gây ra hậu quả dài hạn. Cách hóa giải: sử dụng lời nói nhẹ nhàng khi trò chuyện. Bạn cần giữ giọng điệu ôn hòa, tránh những lời lẽ gay gắt. Hãy lắng nghe và thấu hiểu người khác trước khi bày tỏ quan điểm cá nhân. Thực hành thiền định. Thiền định hàng ngày giúp bạn tĩnh tâm, giữ được sự bình an trong tâm trí, từ đó dễ dàng tránh xa những tình huống căng thẳng. Đeo trang sức phong thủy đá quý như thạch anh hồng và ngọc lục bảo giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực, hóa giải xung đột và giúp gia tăng sự hài hòa trong các mối quan hệ. 2. Là tránh đầu tư lớn hoặc thay đổi công việc. Đúng 7 ngày tới là khoảng thời gian mà người tuổi Mậu Tuất cần cẩn trọng với các quyết định liên quan đến tài chính. Đầu tư lớn hoặc thay đổi công việc có thể không mang lại kết quả như mong đợi, thậm chí có thể gây ra những tổn thất không lường trước được. Thời điểm này không phù hợp cho những thay đổi đột ngột trong lĩnh vực tài chính hay sự nghiệp. Cách hóa giải: đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Hãy cân nhắc thật cẩn thận và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đó. Thực hiện các dự án nhỏ thay vì mạo hiểm với những khoản đầu tư lớn,
bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ an toàn và có khả năng kiểm soát tốt hơn. Sử dụng vật phẩm phong thủy, đặt cây tài lộc và đồng tiền may mắn hoặc các vật phẩm phong thủy khác tại nhà hoặc nơi làm việc để tăng cường vận may và ổn định tài chính. Bà là tránh đi xa hoặc tham gia vào các hoạt động mạo hiểm. Đúng 7 ngày tới không phải là thời gian thích hợp để người tuổi Mậu Tuất thực hiện những chuyến đi xa hay tham gia vào các hoạt động mạo hiểm. Nguy cơ gặp phải tai nạn hoặc những sự cố bất ngờ là khá cao. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các hành trình giải trí hoặc những hoạt động tiềm ẩn rủi ro. Cách hóa giải: lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nếu có việc cần thiết phải di chuyển, hãy chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng từ trước và luôn mang theo những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân. Chọn ngày tốt. Nếu có thể, chọn những ngày tốt hợp với tuổi của bạn để xuất hành nhằm giảm thiểu rủi ro và tránh các điều không may mắn. Đeo vật phẩm bảo vệ, mang theo bùa hộ mệnh hoặc vòng tay phong thủy có tác dụng bảo vệ như mã não hoặc đá mắt hổ để tăng cường sự an toàn, giúp bạn luôn được bảo vệ trước những rủi ro tiềm ẩn. Đúng 7 ngày tới này, người tuổi Mậu Tuất cần thận trọng trong các mối quan hệ tài chính và các kế hoạch di chuyển. Bằng cách áp dụng những biện pháp phòng ngừa phù hợp, bạn sẽ giữ được sự bình an và tránh xa những rủi ro không đáng có. Quý khán giả thân mến, lắng nghe lời Phật dạy, Đức Phật khuyên bạn đừng làm ba việc này nữa, cực kỳ vô ích, lại tổn phước trong cuộc sống. Đức Phật luôn dạy chúng ta hướng đến những điều thiện lành, sống chân thành, nhân ái để tạo ra phước lành cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, có những việc làm tưởng chừng vô hại nhưng lại mang đến nhiều tổn hại cho cả tinh thần lẫn phước báo của mỗi người. Dưới đây là ba việc mà Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh, vì chúng không chỉ vô ích mà còn gây tổn phước, làm hao mòn đi những điều tốt đẹp mà chúng ta đã tích lũy trong đời. 1. Là nói xấu, phê phán người khác một cách vô cớ. Nói xấu, bôi nhọ danh dự của người khác là một hành động không chỉ gây tổn thương cho người nghe mà còn khiến tâm hồn chúng ta trở nên tăm tối. Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn, có thể hủy hoại uy tín và cuộc sống của người khác nếu không được dùng đúng cách. Đức Phật dạy rằng, lời nói nên xuất phát từ lòng từ bi và sự thấu hiểu. Việc nói xấu hay bịa đặt về người khác không chỉ khiến người nghe tổn thương mà còn làm bản thân bạn mất đi phước lành, tạo ra nghiệp xấu và gây mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Người thực sự có trí tuệ và lòng từ bi sẽ luôn lựa chọn im lặng hoặc dùng lời hay, ý đẹp để xây dựng và tạo ra sự an lạc cho cả mình và người khác. 2. Là chấp niệm vào quá khứ, sống mãi trong hối tiếc. Đức Phật từng dạy rằng quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có giây phút hiện tại là điều thực sự tồn tại. Nhiều người thường chấp niệm vào những điều đã xảy ra, không ngừng hối tiếc và dằn vặt về những sai lầm trong quá khứ. Điều này chỉ khiến tâm trí luôn bị trói buộc, mất đi cơ hội tận hưởng hiện tại và sống một cách bình yên. Sống trong hối tiếc chẳng mang lại lợi ích gì, ngược lại còn gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần và thể chất. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ quá khứ, chấp nhận những gì đã xảy ra như một phần của cuộc sống và tập trung vào hiện tại để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta cứ mãi chấp niệm vào quá khứ không chỉ vô ích mà còn khiến tâm hồn luôn bất an, phước lành tích lũy cũng dần tiêu tan. 3. Là sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. Trong cuộc sống nhiều người chỉ chăm lo cho lợi ích cá nhân, không quan tâm đến người khác. Đức Phật dạy rằng cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi chúng ta biết chia sẻ và giúp đỡ người khác. Ích kỷ là một trong những điều khiến con người đánh mất đi sự đồng cảm và lòng từ bi, làm giảm phước lành. Khi bạn chỉ nghĩ đến bản thân không giúp đỡ người khác, bạn sẽ dần bị cô lập và mất đi các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Hơn nữa, việc sống ích kỷ khiến bạn tự tạo ra nghiệp xấu và làm hao mòn đi công đức mà bản thân đã tích lũy qua các hành động thiện lành trước đó. Như vậy, Đức Phật khuyên chúng ta tránh xa ba việc làm này: nói xấu người khác, chấp niệm quá khứ và sống ích kỷ. Những hành động này không chỉ vô ích mà còn làm hao tổn đi phước lành mà chúng ta đã tích lũy trong đời, khiến tâm hồn trở nên khổ đau và bất an. Chỉ khi biết sống yêu thương, buông bỏ và chia sẻ, chúng ta mới thực sự có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.